này và đã viết một cơ chế routing và đăng ký được một số cái link thông qua cái routing đó và đã in được ở màn hình ở đây ra cái router. Thì hôm nay mình sẽ đi tiếp vào phần hôm trước. Thì như hôm trước mình đã viết ra ba cái phương thức ở trong cái phần router này, là phương thức get, phương thức pop, phương thức any. Và mỗi một phương thức này, khi mình đăng ký một cái phương thức get hoặc pop hoặc any thì mình lại gọi chung đến một cái phương thức là add router, sau đó là truyền vào cái URL cái action. Và mình hôm trước mình đã quên mất một tham số, đó là đối với get thì ở đây mình sẽ phải truyền thêm một cái method nữa, đó là get thì mình sẽ truyền là method get, và pop thì mình cũng truyền là method pop. Any thì mình sẽ truyền một tham số đặc biệt hơn, đó là get, và mình dùng cái dấu suộc này để tượng trưng cho dấu hoặc là phương thức pop. Tức là đối với get thì mình chỉ chạy chạy cái router đó khi mà cái request method này nó là dạng get, pop thì chỉ chạy với dạng pop, còn any thì mình có thể chạy cả dạng get hoặc dạng pop. Rồi các bạn lưu lại và các bạn chạy lại cho mình này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là cái router này bây giờ của mình đã có phương thức get, get 4 cái là get. Thì mình sẽ thay đổi lại một chút ở app, ví dụ như cái user này mình sẽ thay đổi là pod, và cái cuối cùng này, cái product này, ví dụ mình sẽ thay đổi là any. Các bạn xem thêm nó thay đổi nhá. Đó, thì đây mình có một phương thức đầu tiên là get, cái tiếp theo là pod, cái method là pod, cái tiếp theo nữa là get, và cái cuối cùng của mình là phương thức get hoặc pod. Và trong video trước mình đã viết theo kiểu này, và các bạn để ý ở đây có một điều đặc biệt, đó là các bạn thấy khi mình đăng ký get hoặc pod hoặc any này, mình sẽ truyền vào cho nó một cái function, và cái function này nó giống như là một tham số của cái hàm get này hoặc là hàm pod này. Thì cái function này nó là một cái function đặc biệt, mình có thể gọi nó là một cái biểu thức lambda. Biểu thức lambda là gì? Biểu thức lambda là một cái hàm mà nặc danh, hay là một cái hàm vô danh, gọi là anonymous function. Và cái hàm này nó không có tên, nó sẽ không có tên, và nó sẽ được gọi bằng cách là truyền vào một cái đối tượng khác, như là một cái biến, hoặc là mình sẽ phải gán nó vào một cái biến nào đó, gọi bằng cách là truyền vào một cái đối tượng khác, một cái hàm khác, như là một tham số, hoặc là mình phải gán cái hàm biểu thức lambda này vào một cái biến, sau đó gọi cái biến đó thì mình mới có thể gọi được cái function này nhé. Và đó là biểu thức lambda. Thì các bạn có thể mình đã viết một bài về cái lambda và closer ở trong PHP, thì các bạn có thể vào blog là hydep.com, sau đó là kích vào phần PHP này, thì bài đó mình đã viết và nó sẽ nằm ở ngay mục đầu tiên này, lambda và closer trong PHP. Các bạn kích vào đây để xem phần lambda là gì nhá. Rồi mình quay lại đây là get này, pod, ok. Vậy là mình đã xong cái bước đăng ký. Bước tiếp theo là gì? Là mình sẽ đi map, mình đi map các cái router mình đã đăng ký này với cả cái request URL mà mình đã nhận được từ client. Thì để làm việc đó, mình sẽ viết một phương thức ở đây, là phương thức map. Phương thức map ở phương thức map này, đầu tiên mình sẽ lấy ra cái thằng request url này, thì hôm trước mình đã viết ở đây, thì mình sẽ lấy ra nó bằng nó ở đây. Mình sẽ đặt tên cái này nó là request url, và tiếp theo mình sẽ lấy ra cái method đây, mình cũng copy lên, và nó sẽ là request method.
Rồi. Việc tiếp theo là khi mình lấy được ULL và method thì mình phải request method. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy ra cái router, tất cả những cái router mà mình đã đăng ký được ở đây. Thì router mình đã lưu ở trong biến zip này. Thì ở đây mình tạo ra cái biến là router. Router có S, tượng trưng là số nhiều. Mình sẽ gắn nó bằng cái bit biến zip router này. Sau đó thì tức là khi mình đã đăng ký ở đây rồi, các bạn hiểu cái cơ chế router là gì. Router là khi mình đăng ký ở đây này, mình đăng ký rất nhiều cái router, và sau đó khi cái app của mình nó chạy lên thì nó sẽ duyệt qua từng router này. Nếu mà một trong số các router này nó đúng, nó thỏa mãn với cái điều kiện nào đó thì mình sẽ dừng lại ở router đó và mình chạy cái hàm function này, mình chạy cái anonymous function này để mình làm cái công việc ở ngay tại đây. Các bạn hiểu không? Thì bây giờ để chạy qua từng router này thì mình sẽ dùng cái hàm for x. Mình đã bị khản giọng, các bạn thông cảm nhé. Mình for x cái thằng router này, mình gán nó vào một thằng route. Mình sẽ gán nó vào thằng route. Và đây mình sẽ in ra cái thằng route này để cho các bạn xem cái cấu trúc của một thằng route nó sẽ như nào nhá. Route. Ok. Và trong run thì mình sẽ gọi cái thằng là gọi cái thằng map này. Rồi, các bạn F5 lại chỉ duyệt xem kết quả. Route chỗ này mình phải print a Rồi, các bạn đã thấy một cái thằng router nó sẽ có cấu trúc như thế này. Nó sẽ là một cái mảng chứa tham số đầu tiên là cái method, tham số thứ hai là cái link, cái link mà mình đã đăng ký với cả cái thằng router, và cái cuối cùng là cái action. Vậy thì action ở đây tại sao nó lại không hiển thị ra? À đây, ở cái phần app router này mình chưa gán cái thằng action này. Mình thiếu một tham số. Ở đây nó mới đang hiểu là cái tham số URL này là cái tham số đầu tiên này, nó mới hiểu là cái method thôi. Mình thiếu ở đây, mình thiếu một tham số. Thì mình phải thêm cái tham số đầu tiên là tham số method vào. Sau đó là mình đến URL và đến action. Và chỗ này mình cũng phải gán là $method trước. Đây, mình sẽ gắn $method trước, sau rồi mới đến URL rồi action. Các bạn xem lại đó. Thì đây, từ đoạn này này xuống đến dưới này, đó là cấu trúc của một cái router. Nó là cấu trúc của một cái thằng router này. Thì cái thằng router này nó chứa cái tham số đầu tiên, cái tham số đầu tiên là cái thằng method, đúng không? Cái tham số tiếp theo là cái URL mình đăng ký với cái thằng method. Cái tham số thứ ba là một cái browser object. Thì các bạn vào đây để các bạn đọc hiểu thế nào là browser nhé. Browser nó giống như là một cái biểu thức lambda, nhưng mà nó bao bọc cái biểu thức lambda và nó có thể cho mình là sử dụng các cái biến ở phía bên ngoài. Thì đó là browser object. Rồi thì với mỗi một router ấy của mình, nó đều có cái định dạng như này. Thì ở đây mình có thể dùng một, mình muốn là lấy ra từng cái biến ở trong cái mảng này và gán từng cái giá trị ở trong cái mảng này và gán cho nó một cái biến nhất định. Thì mình ở đây mình dùng một cái hàm, đó là hàm list. Sau đó mình ví dụ như ở đây cái mình hiểu là cái tham số đầu tiên là method, thì mình có thể đặt tên ở đây là $method, sau tiếp theo đến $url.
và tiếp theo là đồng đô la action. Rồi. Thì sẽ bằng cái dollar round này. Cái hàm lead này nó có nhiệm vụ là tách cái round này ra thành các cái giá trị và gán lần lượt các cái giá trị đó cho từng cái biến mà mình đặt ở trong này. Thì ở thằng round này mình cũng có ba cái giá trị 012 như này, thì nó sẽ gán lần lượt là cái dollar method sẽ là 0 này, UL là 1 này, action là 2 này. Thì đây 0 chính là method đúng không, thì mình đặt tên nó là method. 1 là cái UL thì mình đặt tên là UL, và cái cuối cùng là cái action. Rồi tiếp theo, khi mà mình đã phân tách được cái thằng round này ra thành method UL và action như này, thì mình kiểm tra nếu mà đầu tiên là mình kiểm tra nếu mà cái method này nó có giống với cả cái method, cái request method mình nhận được hay không, đúng không? Mình kiểm tra nó có mình sẽ sử dụng một cái hàm là string pod, và mình truyền vào cái đầu tiên là cái dollar request method, cái tham số thứ hai là cái method, cái dollar method ở trong cái router mình nhận được. Đây mình sẽ echo ra cái dollar request method này và cái echo và cái thằng method này để cho các bạn làm xong, sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn là dùng cái hàm string pod này nó sẽ như nào nhé. Rồi chỗ này mình comment lại, chỗ này mình die luôn để cho nó chạy, chỉ chạy một vòng for x thôi, sau đó mình die luôn ở đây không chạy nữa đó. Thì ở đây cái đầu tiên là echo là cái request method này, thì mình nhận được cái request method của client gửi lên là cái phương thức get, đúng không? Và mình cũng đăng ký ở trong cái app này, cái đầu tiên mình cũng đăng ký cái đầu tiên là một cái phương thức get, thì hai cái này nó trùng nhau. Thì ở đây ví dụ như mình đổi thành cái này thành any nhá, thì bạn mình sẽ thấy này đó, thì mình đổi thành any thì ở đây nó sẽ là get hoặc pod. Thì mình sử dụng cái hàm string pod này và mình gán cái thằng request method này đầu tiên vào cái tham số đầu tiên và cái thằng method này vào tham số thứ hai. Mục đích là gì? Cái hàm string pod nó sẽ kiểm tra xem trong cái thằng cái tham số thứ hai này, cái tham số thứ hai nó có tồn tại cái thằng thứ nhất hay không. Nếu mà nó tồn tại thì nó sẽ trả về cái vị trí của cái thằng get, của cái thằng vị trí của cái chuỗi thứ nhất ở trong cái chuỗi thứ hai đó. Thì mình kiểm tra đây, ví dụ như còn nếu mà cái thằng này nó không tồn tại trong thằng này thì nó sẽ trả về là fail. Thì để mà kiểm tra nó có tồn tại trong này không thì mình chỉ cần viết cho nó là nó half fail, tức là nó đã tồn tại rồi. Mình sẽ echo ở đây là router map. Rồi sau đó mình die luôn. Còn nếu mà method này nó không tồn tại cái method này thì mình echo là router not met, sau đó mình cũng die luôn. Ở đoạn này thì mình sẽ bỏ đi. Các bạn xem lại này, đó, thì ở đây nó ghi là router not met. Vì sao? Thì để mình xem lại nha. String pod, mình sẽ kiểm tra lại cái thằng string pod này qua Google, tại vì mình cũng không nhớ cái cú pháp nó lắm. Thì các bạn lên Google gõ string pod này, kích vào link đầu tiên của php.net, trong này nó sẽ mô tả rất rõ cái hàm này. Kéo xuống xem một cái ví dụ này, thì đây nó ví dụ cho mình là string pod đầu tiên là gán cái match string. Vậy là mình phải thay đổi cái đoạn này,
tức là mình phải cho cái đô la method này ra trước và sau đó là truyền cái đô la request method ra sau. Đó thì mình sẽ gán cái chuỗi tìm phía trước và gán cái chuỗi cần tìm phía sau. Đó. Rồi ok, mình xem lại nha. Rồi bây giờ router của mình nó đã map. Map rồi, tại vì sao? Tại vì cái thằng mình đăng ký cái thằng đầu tiên này này là một kiểu any, tức là kiểu get hoặc post. Thì khi mà nó mình duyệt cái thằng round này ra, nó sẽ nhận được cái kiểu là get hoặc post. Get hoặc post ở đây. Và cái request method của mình gửi lên do mình gửi bằng phương thức là nhập URL sau đó là enter ở trên trình duyệt như này thì nó sẽ gửi lên theo phương thức get. Mà rõ ràng get hoặc post thì get hoặc post nó đều chạy được, thì phương thức get của mình nó sẽ chạy được, đúng không? Vậy thì ví dụ như bây giờ mình thay đổi ở đây là post, thì nếu mà nó chạy được, nó vẫn là router map thì là mình đã làm sai. Còn nếu mà router not map thì mình đã làm đúng, đúng không? Đó, vậy là router not map, vậy là mình đã làm đúng. Vậy thì mình đổi thêm get sẽ là map hay là không map đây? Map, đúng không? Map any map. Rồi ok, vậy là mình đã làm đúng ở đây. Thế nhưng ở cái vấn đề eo này, thực ra đây là mình in ra cho các bạn hiểu thôi. Còn nếu làm để mà làm thì ví dụ như là cái method này nó mà đúng rồi thì mình làm các công việc tiếp theo ở đây, đúng không? Còn nếu mà cái method nó đã sai rồi thì mình sẽ không tính những cái thằng router này nữa. Router này mình sẽ bỏ đi và mình sẽ duyệt thêm các thằng router tiếp theo, đúng không? Thì mình dùng cái hàm continue. Continue ở đây tức là nó sẽ chạy tiếp cái vòng tiếp theo của vòng for x này. Đó. Các bạn chú ý nha, cái bài router này nó sẽ rất là lằng ngoằng và rất là khó hiểu. Các bạn tập trung cao độ 100% giúp mình nhé. Rồi. Vậy thì mình kiểm tra đây, đầu tiên là kiểm tra cái method nó đã đúng. Đúng thì tiếp theo mình sẽ làm một việc tiếp theo, đó là khi mà router đã map thì mình kiểm tra tiếp là cái URL này. Cái URL này. Cái URL trong cái router đã đăng ký và cái request URL này nó có giống nhau hay không. Đó. Thì mình kiểm tra tiếp. Với cái này thì mình cần cái sự giống nhau 100%, cho nên mình sẽ dùng cái hàm là string cmp. Đó thì các bạn cũng muốn biết cái hàm này thì các bạn lại lên Google rõ string cmp, kích vào cái link của php.net này, sau đó xem cái phần mô tả ở đây. Các bạn thấy này, nó có một biến var1 bằng hello, var2 bằng hello, và nó cho nó kiểm tra là string cmp var1, var2 mà nó khác không, thì echo ra là var1 không giống is not equal, không giống với cả var2, đúng không? Thì ở đây các bạn để ý, ở đây cái chữ hello ở đây nó là cái chữ h viết hoa, dưới là h không viết hoa này. Thì cái hàm string cmp này nó có nhiệm vụ là so sánh hai cái chuỗi nó có giống nhau hay không, cả về mặt chữ viết hoa và không viết hoa, tức là nó so sánh hai chuỗi phải giống y hệt nhau thì nó mới trả về. Còn nếu mà nó không giống nhau thì nó sẽ trả, nếu mà giống y hệt nhau thì nó sẽ trả về bằng 0, còn nếu mà nó khác nhau thì nó sẽ trả về một giá trị mà không phải 0, khác 0, đúng không? Mình sẽ kiểm tra string 1, string 1 thì mình sẽ đặt cái đầu tiên thì mình sẽ chuyển hết hai cái thằng URL này về dạng chữ viết thường hết đi để cho nó tránh cái lỗi là viết hoa viết thường, đúng không? Mình sẽ dùng string to outer, tức là chuyển toàn bộ ký tự về dạng ký tự viết thường. Và thằng này mình cũng sẽ dùng string outer của thằng request URL. Và kiểm tra thằng này liệu khác không. À, mình sẽ kiểm tra nó bằng 0 trước. Tức là nó mà giống nhau thì nó sẽ trả về bằng 0, còn nó mà khác nhau thì nó sẽ trả về fail hay là cái gì đó mà nó khác không. Thì đầu tiên là nó bằng 0 thì mình sẽ tạm thời không làm gì cả. Còn nếu trường hợp mà nó khác không thì mình sẽ tiếp tục continue đi, không làm gì ở cái thằng round nữa, coi như thằng round đã sai.
Rồi. Vậy thì ở đây là nó bằng 0 đúng không? Thì khi mà mình đã map được đến đây rồi ấy, thì khi mà cái method đúng rồi này, tiếp theo là đến cái URL cũng đúng, thì mình làm việc này đó là mình sẽ thực hiện những cái gì ở trong cái hàm callback này mình viết ở đây đúng không? Thì ở đây mình truyền vào tham số là một cái function. Thì việc của mình làm là mình kiểm tra xem, đây mình kiểm tra cái biến action này nó có phải là một cái function hay không. Để kiểm tra nó có phải là một function hay không thì PHP nó hỗ trợ cho mình một cái hàm là iconver. Đây nó hỗ trợ cho mình cái hàm này và mình truyền cái $action vào đây. Cái hàm này có nhiệm vụ là nó kiểm tra xem cái action này của mình nó có phải là một cái nó có phải là một cái biểu thức lambda không, closure object hay không. Đó, nếu mà nó làm closure object thì mình sẽ lại dùng một cái hàm nữa để mình gọi cái thằng action này. Ví dụ như ở đây mình gọi luôn cái thằng $action gọi như này đi, các bạn thử xem nhé. Sau khi gọi như thế này rồi thì mình sẽ return tức là dừng luôn cái vòng for, nó sẽ kết thúc vòng for lại khi mà một cái hàm mà nó đã có cái giá trị trả về ấy, thì nó sẽ kết thúc không làm một cái việc gì nữa, thì mình sẽ dùng cái return luôn ở đây. Và khi mà for x này thì mình cũng return luôn, mình return null luôn. Ok, các bạn sẽ chạy lại cho mình này. Đó, thì các bạn đã vào được đây là trang home. Wow, các bạn đã thấy video chưa? Chúng ta đã gọi được cái thằng action này, đây chính là cái thằng action mình gọi được action. Và với cái dấu gạch này thì mình echo ra đây là trang home. Thì các bạn đã làm được ra đây là trang home đúng không? Và các bạn ví dụ như đây là get post thì mình không nói rồi. Ví dụ như get thì mình sẽ gạch new. Gạch new. New. New thì nó lại không được. Vậy là sao? New không được. New không được thì nó sẽ bị lỗi ở cái phần là kiểm tra URL và request URL có giống nhau hay không. Thì ở đây mình sẽ echo ra cái thằng URL này để xem cái dạng của nó sẽ là như nào nhé. URL mình sẽ nối với là biến PR luôn đi, cho nó xuống dòng. Rồi thì URL của mình ở đây nó sẽ là gạch này, gạch user, gạch new, gạch product. Tiếp theo ở đây mình sẽ echo ra cái thằng $request URL này xem nó là cái kiểu gì. À, các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Tại vì thằng request URL này của mình truyền ở đây nó chỉ có là new thôi, mà ở đây mình lại là gạch new thì mình là sai đúng không? Thì mình phải xem lại cái đoạn nó hôm trước mình đã xử lý cái URL. Thì hôm trước cái URL của mình ấy, là mình cắt bỏ luôn cả cái dấu này, cho nên là nó chỉ lấy được, mình cắt luôn cái dấu này cho nên chỉ lấy từ thằng này thôi. Thì mình muốn lấy là cả cái dấu này thì đây mình sẽ xóa bỏ cái thằng dấu này đi, mình chỉ cắt đến public này thôi. Rồi public rồi, ok các bạn chạy lại nhé. Đó, thì các bạn đã thấy là của mình đã lấy về được là new này, nó so khớp là new thì nó đã ghi được ra đây là trang new. Ok, mình xóa bỏ những cái dòng echo này ra nhé, echo này đi. New, đó đây là trang new này. Tiếp theo mình có một cái hàm any product, mình sẽ thử luôn cái hàm any này. Đó, nó ra đây là trang product đúng không? Còn một cái phương thức cuối cùng là phương thức post, thì để test được post thì mình lại phải dùng những cái phần mềm là
Botman. Hôm trước mình đã cài Botman rồi. Các bạn chưa cài thì các bạn xem lại video hôm trước để cài phần mềm Botman nhé. Botman mình sẽ copy cái đường dẫn này và mình đặt nó vào cái thằng Botman này, và mình sẽ để cho nó là phương thức POP vì mình muốn kiểm tra cái phương thức POP, và mình đặt cái thằng user này vào đây. User là public user, bạn xem cho mình. Đó, thì nó ra được đây là trang user đúng không? Đây là trang user với phương thức POP. Đấy. Any home này. Đấy, ví dụ như là mình sẽ POP vào cái thằng không có gì này nhá. Thì nó vẫn ra đây là trang home đúng không? Tại vì đây nó là dạng any mà. Vậy thì mình sẽ post vào cái thằng new này xem sao. Tại vì mình đặt ở đây là mình ghép, thì mình thử post vào cái thằng new này. Đó, post vào new thì không ra gì đúng không? Tại vì mình không có cái route nào là kiểu post mà với cái đường dẫn là new cả, cho nên nó không ra gì, không ra cái kết quả nào hết. Rồi, video của mình hôm nay là nó cũng khá dài rồi, mình sẽ kết thúc video này ở đây. Hôm nay các bạn đã làm được một việc rất là vi diệu, đó là gọi được cái function callback này ở trong cái thằng router này, và map được các cái thành phần request URL, request method với cả cái router mà mình đã đăng ký ở đây. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là truyền parameter vào cho từng cái router này, và tiếp theo là cũng là truyền parameter cho cái function lambda này, cho cái biểu thức lambda này. Ok, xin chào tất cả các bạn.